cần ngoài đảo khu vực tham quan. Các bậc phụ huynh phải quan tâm quản lý con em mình, không được cho trẻ em cầm về thức ăn và trực tiếp cho trẻ em. Nhằm đảm bảo an toàn, đề nghị các em không tổ chức ăn uống trong khu vực tham quan. Kia thủy lực dí nó hoài nó không ăn được.